Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin chia sẻ một tin vui đặc biệt. Khi chị Đinh Thị Mì, 51 tuổi, ở tỉnh Bình Dương, đã hoàn toàn bình phục sau quá trình hỗ trợ điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối. Trước khi mắc bệnh, chị Đinh Thị Mì có một cuộc sống ổn định và hạnh phúc bên gia đình. Tuy nhiên, căn bệnh đã mang lại nhiều khó khăn và thử thách, ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của chị. Sau khi biết đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chị Đinh Thị Mì đã quyết định tham gia vào phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Với sự nỗ lực không ngừng, cùng với sự hỗ trợ tận tâm từ đội ngũ các thầy thuốc, nhân viên và sự cầu nguyện của gia đình, chị Đinh Thị Mì đã kiên trì theo đuổi liệu trình hỗ trợ điều trị ung thư. Sau khoảng 3 tháng, kết quả kiểm tra cho thấy chị Đinh Thị Mì đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Sức khỏe của chị Đinh Thị Mì được hồi phục một cách đáng kể. Chị Đinh Thị Mì không chỉ cảm thấy khỏe mạnh hơn mà còn tràn đầy hy vọng để thực hiện những ước mơ cháy bỏng ở tuổi 51. Chị và gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chúa, cố linh mục nhà nghiên cứu Cha Vero Nguyễn Văn Tường, cũng như tất cả các thầy thuốc và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành cùng chị trong suốt hành trình này. Tin vui này không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình chị Đinh Thị Mì, mà còn là nguồn động lực to lớn cho những bệnh nhân ung thư khác đang phải chiến đấu với bệnh tật. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tiếp tục mang lại hy vọng và sức khỏe cho tất cả mọi người. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin chúc mừng chị Đinh Thị Mì và gia đình. Hy vọng rằng câu chuyện của chị sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người trong cuộc chiến chống lại bệnh ung thư. Xin trân trọng. Dạ thưa chị có thể cho biết đó, họ tên mình đến từ đâu và bao nhiêu tuổi không chị? Dạ, thưa thầy, cô tên là Đinh Thị Mì, năm nay 51 tuổi, quê ở Bình Dương. Thưa chị, vậy chị có thể cho biết cái triệu chứng ban đầu của chị À, bắt đầu thì là nó cứ nóng ở vùng ngực, xong rồi nó mất ngủ thầy ạ, rồi mới đi khám ở Hòa Hảo. Họ với sàng lọc bệnh rồi chứ chưa trong người nó chưa có triệu chứng, nó chỉ có mất ngủ thôi. Thế là về Hòa Hảo khám tổng quát thì bác sĩ ở đấy người ta tìm ra bệnh, người ta nói là ở phổi nó có một cái u. Sau đó là người ta chuyển bệnh án về Phạm Ngọc Thạch. Thế là về đấy xét nghiệm làm hết các thủ tục thì lúc đầu người ta nói là u lành, nhưng vì sau là lúc mổ hơn 2 tháng mới đến ngày mổ mổ thì họ lại nói là họ xét nghiệm mà nói là u ác, đã di căn hạch. Thế là sau đó là họ bắt nhập viện. Nhập viện xong rồi thì thấy bấy giờ là sức khỏe nó đi khám nó lại ra tiểu đường này, xong rồi nó lại mất ngủ. Thế là sợ quá không dám hóa. Vậy thì nàng cũng nghe ở trên mạng rồi là tìm hiểu rồi là mới biết là phòng khám cha rồi không chữa ở bệnh viện nữa mà xuống dưới phòng khám của cha. Vậy thì trước khi mà chị vô phòng khám của cha này là lúc đó là bị bệnh gì và đến đây sức khỏe như thế nào? Dạ, khi đến đây thì sức khỏe nó cũng yếu và mệt vì mới mổ xong được có 10 hôm thôi, là 15 hôm là xuống dưới này là người nó rất là yếu, nó mệt, rồi thỉnh thoảng nó cứ nóng ở cái vùng ngực, rồi nó ho thì nó ho ít thôi nhưng mà mất giọng, nó khàn, khàn tiếng nói, nó không ra tiếng, nó như tiếng gió ấy. Rồi sau rồi dần 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 rồi cứ ngày vào khám các thầy các gì ở trong này các thầy gì chỉ cho rồi về ăn uống thì dần dần người khỏe mạnh dần rồi cái tiếng nó bớt dần, đến nay là tiếng trở lại bình thường thầy ạ. Bệnh gì? Nó mất tiếng luôn, khi mổ xong nó mất tiếng luôn ạ, Mà xác định bệnh gì? là bệnh ung thư phổi ạ. Ung Dạ, thư phổi. Rồi gần đây á, chị khám lại bệnh viện nào mà sau bao nhiêu ngày thì điều trị á, thì nó mới sức khỏe ra sao? à dạ thì khi mà mới đây thì đi về bệnh viện Hòa Hảo Sài Gòn đấy khám thì bác sĩ nói là máu chỉ số nó là không còn ung thư, rồi cũng đưa hồ sơ về cho thầy coi thì nói chung là thầy cũng nói là nó hết cái tế bào, thì cái vết mổ của nó là nó hồi phục hoàn toàn, là thầy cũng có thầy Thanh có nói là vết mổ này là thành công,
rồi nói chung là thấy bây giờ là trong người cô thấy khỏe mạnh. Dạ thưa chị, thì trong cái thời gian mà chị bị bệnh ở đây nè, chị có những cái nhận xét gì ở phòng khám này dạ thì khi mà được vào đây, khi đã được vào đây thì được các thầy các dì trong các mọi người trong phòng khám là rất là quan tâm, rồi chăm sóc sức khỏe hàng ngày, rồi rất là nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo dạy từng mi từng tí một, cái gì không biết là hỏi các thầy các dì, chỉ dẫn rất là niềm nở. Rồi sau khi hết bệnh đó thì gia đình và bản thân chị cảm thấy vui mừng. Dạ, khi sau khi mà được tin là đi khám và thầy về thầy coi thì nói về gia đình là rất là mừng, ai cũng mừng rỡ, rồi là chỉ biết là cảm ơn, rồi là chỉ biết cảm ơn về các thầy các cô các gì ở trong này đã tận tình giúp đỡ, rồi bệnh hồi phục hoàn toàn khỏe mạnh thì ai cũng mừng thầy ạ. Thưa chị, vậy trong thời gian mà chị bị bệnh ở đây nè, tất cả các chi phí là nó như thế nào và có ai đề cập đến về tiền? Dạ không ạ, tất cả là đều cho không hết ạ, mà rồi giúp đỡ tận tình, không có nơi nào được như ở đây ạ, rất là mừng ạ. Nước gạo thuốc là chị nhận như thế nào? Dạ. Và tư vấn là sao? Nước và gạo thì hàng ngày vào khám, rồi các thầy các dì cho gạo cho thuốc rồi cho nước, rồi về là chỉ dạy từng cách nấu rồi ăn uống ngủ. Dạ. Thưa chị, thì sau khi mà về nhà sinh hoạt gia đình đó, chị có kế hoạch là ăn uống như thế nào? Dạ cũng được, giờ được như vậy thì trước nhất là cảm ơn thì tất cả các mạnh thường quân, rồi tất cả các dạy các gì các thầy trong phòng khám này, rồi về rồi cũng cứ theo phác đồ của các thầy đã chỉ dặn, rồi ăn uống cho người nó khỏe mạnh ạ. Dạ, và cuối cùng thì con cũng xin cảm ơn tất cả, trước nhất là cảm ơn Chúa Đức Mẹ, rồi cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, rồi các thầy các gì giúp đỡ cho chữa cho tất cả các bệnh nhân ở đây được mau lành, rồi được ơn lành của Chúa. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn cho bao người với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không.
Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi Cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ai yêu thương. Nhưng Cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thủ oan, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và Cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà Cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Làn hương thơm bay lên trước nhang,
tòa cao Maria. Quý xin mẹ ý, nhận cho tấm lòng thành tâm đây, con kính bái sư tôn mẹ. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về ý, làn hương tin yêu con hát ca, ngợi khen tung hô muôn nơi. Với ia muôn lòng ý, hiệp dâng trương tòa cao các thánh, vinh phúc sống trên quê trời. Như hương trầm tòa bay, lòng con hân hoan vui sướng. Trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.